Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo về khả năng sạt lở đất do mưa lớn tại khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xảy ra từ tối và đêm nay, 11 tháng 7. Sáng nay 11 tháng 7, mây ẩm bao phủ một số nơi ở Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái. Cục bộ ở Hà Giang và Điện Biên có điểm mưa to từ 89 đến 95 mm trong rạng sáng nay. Chiều tối và đêm nay, mưa rông có thể xuất hiện ở vùng núi Trung du Bắc Bộ, vùng từ Cao Bằng, Thái Nguyên sang Điện Biên, Sơn La sẽ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có thể trên 80 mm. Mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to vượt 80 mm, còn tập trung ở Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lai Châu, nguy cơ cao gây ra sạt trượt trên các vùng đồi và lũ quét tại các sông suối nhỏ tại các địa phương Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Từ ngày 16 tháng 10 năm 2022 đến nay, nước ta đã trải qua 635 ngày không có bão đổ bộ. Đây là chuỗi ngày dài nhất trong lịch sử không có cơn bão nào đổ bộ vào Việt Nam. Tuy nhiên, dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, trên Biển Đông sẽ hình thành giải hội tụ nhiệt đới. Giải hội tụ này có thể hình thành các nhiễu động. Nhiều mô hình quốc tế nhận định các nhiễu động này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, gây gió mạnh, sóng lớn và cả mưa dông ở nhiều vùng biển trong những ngày tới.